Rồi ở dưới đó thì bà con làm nghề biển, thì có những đứa nhỏ buổi chiều nó cũng tắm biển mà rồi xong nó cũng bị sóng đánh trôi giạt, không thể nào tìm được. Nhưng mà rồi không biết cách nào cũng chạy lên mới cầu nguyện tượng Phật Lồi cho con nó về. Thì tìm mãi không ra, nhưng mà cuối cùng lên cầu nguyện xong thì xuống lại thấy lại tìm được. Tức là cũng có những thanh niên, có hai thanh niên thì cũng nợ nần, cũng khó khăn. Mình tìm cách là nửa đêm lên chùa để mà cậy khóa rồi trộm bức tượng này đi. Nhưng mà khiêng ra mới bên ngoài khỏi cái cửa chánh điện chùa thì cũng không thể nào khiêng đi được. Và hai người đó cũng đã trốn đi. Nhưng mà rồi hai người bị nhận cái chết rất là trẻ. Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi thăm một ngôi chùa, đó là chùa Linh Sơn. Và có một cái điều đặc biệt rằng là ở bên trong chùa có thờ một pho tượng rất kỳ lạ. Và theo như người dân địa phương ở đây gọi pho tượng đó là tượng Phật Lồi. Và cách đây mấy chục năm về trước thì khi mà người dân đi làm đồng á, thì có phát hiện một cái pho tượng bằng đá được trồi lên, và sau đó thì người dân địa phương mới lập một cái ngôi miếu để mà thờ phượng. Và trải qua rất là nhiều sự thăng trầm, sự thay đổi của cuộc sống, cho nên bây giờ hiện tại pho tượng được thờ ở bên trong khuôn viên của chùa Linh Sơn. Và với một cái vẻ bề ngoài rất là kỳ lạ, khuôn mặt thì màu đen và dáng vẻ cũng rất là khác so với những pho tượng Phật mà Nhân đã từng thấy trước kia. Thì đây có lẽ rằng là một trong những pho tượng mà khiến cho Nhân cảm thấy thôi thúc và rất là mong muốn rằng là ngày hôm nay đến để tận mắt nhìn thấy. Và hiện tại pho tượng được công nhận là một trong những bảo vật của quốc gia. Thì bây giờ đã biết được pho tượng như thế nào và câu chuyện về nó ra sao, thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng đồng hành với Nhân để tiến vào bên trong chùa Linh Sơn để mà kiểm tra và xem thử là pho tượng này như thế nào nhé. Đi thôi cả nhà. Ở đây có một cái tấm bia đá ghi là chùa Linh Sơn. Và có những cái dòng chữ ở đây, Nhân xin phép là sẽ đọc cho cả nhà được nghe. Đó là Hải Giang xuất hiện lưu danh Phật, Nhân hội trùng hưng bảo tự nghiêm. Ở dưới có dòng chữ là Phật Lồi. Hải Giang là một cái địa danh ở đây. Nhân hội là xã Nhân Hội nha cả nhà. Xã Nhân Hội thuộc thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Và hiện tại thì mình đến vào cái khung giờ trưa như thế này thì không biết rằng là sư trụ trì có thể tiếp mình hay không cả nhà. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Linh Sơn, hay còn có một cái tên nữa là Phật Lồi, thôn Hội Thành, xã Nhân Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Rồi, mời cả nhà vào bên trong chùa để tham quan. Không gian của chùa thì rất là mát mẻ và thanh tịnh. Và đây chắc có lẽ là không gian khu vực chánh điện cả nhà. Ở giữa thì có tượng Phật bằng gỗ.
Hiện tại thì không thấy ai ở chùa hết cả nhà. Có thể sư phụ đang nghỉ trưa rồi. Trước khi mà đi tìm cái pho tượng Phật Lòi đó thì mình đi tham quan ở phía trước này một xíu cả nhà. Ở ngoài đây thì có một pho tượng bằng đá, tượng Quan Âm. Đây là tượng bằng đá nguyên khối cả nhà, đục từ đá nguyên khối, tượng Quán Thế Âm. Ở ngay cái gốc cây này thì có rất là nhiều những cái pho tượng, tượng Quan Âm cũng có, rồi Quan Thánh cũng có, rồi những cái pho tượng lạ lạ khác nữa cả nhà. Chắc là của quý Phật tử sau khi mà không thờ cúng nữa cho nên là đem bỏ ở gốc cây như thế này, ở trong khuôn viên của chùa. Đây cả nhà. Có ông Địa, ông Thần Tài nữa nè. Sau khi mà không còn thờ cúng nữa thì người ta sẽ đem bỏ đi. Có người thì bỏ đại ở một gốc cây nào đó, có người thì bỏ ở ven đường. Có người tốt một xíu thì mang vào chùa để như thế này cả nhà. Ở đây có chú Đại Bi. Bên đây cũng là chú Đại Bi luôn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm pho tượng bằng đá đó cả nhà. Ồ, có một cái điều rất đặc biệt khi mà vào bên trong ngôi chùa Linh Sơn này cả nhà, là bậc cấp của ngôi chùa được làm từ một cái loại đá gì đó giống như đá tổ ong đó cả nhà. Rất là khác biệt luôn. Phía bên đây có một cái đại hồng chung rất là lớn. Có một vị Bồ Tát trên đây hay là vị Phật. Một quả chuông rất là lớn cả nhà. Nếu mà gõ lên thì cái tiếng có lẽ chắc là vang rất là xa. Và ngày hôm nay khi mà đến thăm chùa thì Nhân có mang theo một bó nhang trầm. Ui, thấy rồi cả nhà. Nhân đã thấy pho tượng bằng đá đó rồi, mà người dân địa phương nói là Phật Lòi. Mình có mang theo một bó nhang trầm để lễ Phật nhưng mà không thấy sư phụ đâu hết cả nhà. Thì mạo muội vào thẳng trong khuôn viên của chùa để mà thăm chùa trước cả nhà, đi một vòng. Đập vào mắt của mình là một pho tượng mà dường như là mình thấy là khuôn mặt màu đen thui luôn cả nhà. Khoác lên một cái tấm y màu cam. Cảm giác hơi sợ sợ khi mà bắt đầu tiến lại gần cả nhà. Khi mà đứng càng gần
thì mình cảm thấy một điều rằng là dường như là ở pho tượng toát ra một cái nguồn năng lượng gì đó rất là kỳ lạ. Khi mà chúng ta đứng gần thì chúng ta mới có thể cảm nhận được. Và pho tượng có một cái bộ râu rất là dài. Ở giữa trán thì có ba gạch cả nhà. Và ở phía trên phần trán một xíu thì có một cái dòng chữ gì đó rất là kỳ lạ này. Có một điều rất đặc biệt rằng là mình thấy rằng là pho tượng á có đeo khuyên tai cả nhà. Mình thấy là pho tượng có đeo khuyên tai. Và thêm một đặc điểm nữa rằng là giống như là pho tượng đã được kết dính lại cái phần đầu với cái phần mình lại bằng một cái chất liệu xi măng hay sao cả nhà này. Vậy là trước kia có thể là pho tượng đã bị gãy cái phần đầu, cho nên là người ta dán lại. Thật sự là mình rất là mong muốn rằng là được xem hết toàn bộ pho tượng, bởi vì là nhận được biết rằng là ở phía sau lưng của pho tượng đó, có một cái tấm bia mà ghi lại những cái dòng chữ cổ, và cũng rất là mong muốn để mà chia sẻ để cả nhà được biết. Cho nên là xíu nữa mình sẽ tìm sư phụ để nhờ sư phụ tháo cái y này xuống để chúng ta có thể nhìn rõ hơn một xíu cả nhà. Ở trên cái khuôn mặt á, giống như là ai đó đã mài một cái vết gì trên đây nè. Cả nhà thấy nó rất là bóng không? Ai đó đã mài lên khuôn mặt. Tai thì rất là dài cả nhà. Tai rất là dài. Có thể cả nhà xem pho tượng Phật A Di Đà phía sau á, tai cũng rất là dài. Vì vậy pho tượng này cũng tương đương này. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt rằng là đây là pho tượng có râu. Cũng có thể rằng là pho tượng này là pho tượng mà một vị thần của, có thể là một vị thần của người Chăm, có thể là thần Sinva cả nhà. Nhưng mà với một cái dáng vẻ rất là trang nghiêm, mắt thì nhắm lại, thì có thể là đang trong tư thế là ngồi thiền hay sao cả nhà. Thôi bây giờ thì xin phép đi tìm sư phụ, sư trụ trì của ngôi chùa để có thể hỏi thêm về nguồn gốc của pho tượng này nha cả nhà. Không thấy sư phụ đâu luôn.
phía sau đây thì là nơi thờ các vong linh, các Phật tử của chùa. Ở phía sau kia là một cái làng chài. Nhận thấy rằng là mọi người đang đóng ghe, đóng thuyền ở ngoài đó đó. Không thấy sư phụ đâu. Kỳ lạ. Sư phụ, theo như con tìm hiểu thì được biết rằng là trong chùa mình đang có thờ một pho tượng mà con cũng đọc rất là nhiều những cái bài báo họ viết đó, nói là rằng là tượng Phật Lồi. Vậy thì cái nguồn gốc từ đâu mà lại có được pho tượng này và vì sao mình lại đưa về trong chùa mình ạ? Cái tên Phật Lồi đó là cái tên dân gian mà bà con thường gọi. Trước đây thì chùa nguồn gốc tại thôn Hải Giang, xã Nhân Hải, ở dưới xã bên cạnh. Sau khi giải tỏa thì di dời lên đây, chứ còn nguồn gốc chính thì chùa không phải tại nơi đây. Thì trước đây ở dưới thôn Hải Giang thì bà con cũng canh tác, rồi sau đó thì đụng cái đỉnh đầu của một khối đá thì bà con mới moi khối đá đó lên. Thì khi mà moi lên thì thấy một cái đầu của một cái bức tượng, thì bà con mới sợ quá mới tủ rôm lại, mới về mới kêu dân làng ra để mà cùng đào cái bức tượng này lên. Thì sau khi chạy ra thì thấy bức tượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thì đây cũng là một cái điều rất là kỳ lạ. Thì bà con mới xin thỉnh bức tượng này về dưới xóm làng để mà cùng thờ. Nhưng mà khiêng khách nào cũng không khiêng nổi, cũng không đi được. Bà con mới nghĩ rằng thì chắc mình dân biển làm nghề đánh cá thì nó không được sạch sẽ, được cũng được thanh tịnh, nên chắc thờ cũng được. Thì xin thỉnh lên một cái đồi phía trên cao hơn để mà thờ. Thì điều kỳ lạ lại khiêng lên cái đồi đó thì rất là dễ dàng. Nên từ đó bà con mới lập một cái am nhỏ để mà thờ bức tượng đó. Thì cái sự cầu nguyện của người dân đi biển thì nó được thành tựu, nên bà con không biết gọi bức tượng này là bức tượng gì, thì tôn như một vị Phật trong lòng của bà con mà từ dưới đất rồi lên, nên bà con gọi tên là chùa, gọi là tượng Phật Lồi. Có một cái chi tiết mà nãy con nghe thầy nói rằng là khi mà người dân phát hiện pho tượng là chỉ đào trúng cái đỉnh đầu thôi. Và sau đó lấy rơm tủ lại. Và sau đó khi mà chạy về thì chạy ra thì thấy pho tượng đã trồi lên rồi. Cái đây thì cũng theo những bà con và những cái đời trước của những cái bác lớn tuổi ở đây. Những bác đó thì cũng trước đây cũng là ban hộ tự của chùa, cũng như là bà trong ban thư ký của chùa. Lúc thầy về nhận chùa năm 2014-2015 thì các bác đó vẫn còn sống. Hiện tại thì cũng hai bác đã mất. Các bác đã kể lại là những thời mà của ông nội rồi của các bác đó thì kể lại như vậy. Thì các bác đó kể lại trong quá trình thầy về thì cũng như là cũng hỏi thăm, cũng tìm hiểu, thì các bác đó kể lại như vậy. Đó cũng là một cái sự thiêng liêng, một cái sự nhiệm màu đối với cái bức tượng như vậy. Vậy thì lúc mà bà con thờ ở trên một cái ngôi miếu ở trên đồi, vậy thì vì sao mà lại không thờ đó nữa mà lại đưa về chùa Linh Sơn của mình để thờ cúng ạ? Sau 2-3 lần di dời từ những cái vùng đồi thấp lên một cái vùng cao nhất ở bên thôn Hải Giang, xã Nhân Hải đó, thì sau đó thì bà con mới năm 1913 đó, bà con mới thành lập nên một cái ngôi chùa nhỏ và lấy tên là chùa Linh Sơn Phật Lồi.
Thì đến năm 2013, bắt đầu 2014 thì theo chính sách của tỉnh thì ưu tiên phát triển du lịch. Thì năm 2015, ngày 25 tháng 4 âm lịch thì chùa cũng như là tất cả bà con Hải Giang đều dời về cái xã Nhân Hội này để lại cái mặt bằng cho bên nhà nước cung cấp lại cho bên tập đoàn họ làm du lịch. Sau đó là mình di dời chùa từ bên phía bên kia về đây. Dạ. Thì sau khi mà cái quá trình mà đưa pho tượng về chùa rồi á, thì có cái điều gì đặc biệt xoay quanh ngôi, xoay quanh pho tượng không thầy? Có những cái câu chuyện gì đó mà bà con người ta kể lại về cái pho tượng này không? Thì lúc những câu chuyện thì ở những lúc đó thì nghe rất là nhiều, còn lên đây thì bà con cũng đi lễ tượng rồi cũng những cái chuyện nó cũng bình thường thôi, chứ nó cũng không như những câu chuyện ở dưới. Chẳng hạn như đơn cử này, trước con nghe lại thì nghe kể lại thì thứ nhất là cũng tượng này màu bằng đá sa thạch, bằng màu đen, nên trước thì con nghe thì lúc mà quân một chiếc con năm khoảng 1945 thì quân Nhật họ qua họ xâm lược, thì họ cũng lúc mà rút quân về nước thì họ cũng có muốn mang theo bức tượng này đi, nhưng mà cũng không thể nào mà mang bức tượng này ra khỏi cái chùa đó được, thì cũng là một cái điều kỳ lạ. Rồi ở dưới đó thì bà con làm nghề biển, thì có những đứa nhỏ buổi chiều nó cũng tắm biển và rồi xong nó cũng bị sóng đánh trôi giạt, không thể nào tìm được, nhưng mà rồi không biết cách nào cũng chạy lên mới cầu nguyện tượng Phật Lồi cho con nó về. Thì tìm mãi không ra, nhưng mà cuối cùng lên cầu nguyện xong thì xuống lại thấy lại tìm được, thì cũng là bà con cũng rất là tin tưởng. Cũng như là bà con đi biển thì có niềm tin, cũng không biết là mưa bão như thế nào, mỗi lần mà lên mà rờ phía sau bức tượng có một cái dòng bia ký trên bức tượng á, nếu mà cảm thấy mà nó ấm ướt đó, thì báo hiệu là chắc sắp có bão, nên bà con không có đi biển. Và bà con đi biển thì họ xác thực, họ xác tin vào cái điều đó. Ở phía sau pho tượng có một cái tấm bia ký gắn dính vào trong pho tượng. Và người dân đi biển thì trước khi mà ra khơi á, là lên sờ tay vào phía sau tấm bia đó. Nếu mà cảm thấy tấm bia mà nó bị ẩm ướt á, là không nên đi. Có những cái câu chuyện mà là những câu chuyện mà bà con ở dưới họ làng biển họ truyền lại. Còn ở trên đây thì những trẻ em mà hay khóc đồ thì một lần đưa về nhà thầy thắp hương thầy lễ thì xong thì họ báo là họ quay lại thì họ báo là ngày cũng rất là linh nghiệm. Trước đây thì khóc rất là nhiều, nhưng mà từ lúc mà đưa về lễ ngày rồi thì về rồi ngủ rất là ngon, gia đình rất là vui. Có những cái câu chuyện mà chúng ta cũng khó giải thích. Vậy thì mấy cái nhà nghiên cứu họ có nói gì về pho tượng này không thầy? Sở Văn hóa Bình Định có qua rồi cũng có làm việc và có khảo sát rất là kỹ. Đây là một cái bức tượng thần Shiva khoảng thế kỷ 13-14 của một tượng của thời Champa. Thì bức tượng thì cao khoảng 80 cm mà bề rộng thì khoảng 49 cm. Thì cũng đã có nhiều sự nghiên cứu và người ta cũng đã có cái câu trả lời rồi là tượng là thuộc một vị thần Shiva của người Chăm để lại. Và đến năm 2018 thì bên Sở Văn hóa họ cũng đã gửi đơn xin là công nhận là bảo vật quốc gia năm 2018. Bảo vật quốc gia. Vậy thì pho tượng hiện tại là một bảo vật, thì chắc chắn là cái trọng trách để mà giữ gìn pho tượng này đối với chùa mình thì đó là một trọng trách phải nói cực kỳ lớn, phải không thầy? Lúc mà được công nhận bảo vật quốc gia thì cũng có một cái đơn đề nghị là thứ nhất là công an của địa phương, tức là xã Nhân Hội cũng như là nhà chùa phải có trách nhiệm để giữ gìn bảo quản và quản lý
thật là kỹ. Nói kỹ nhưng mà thật ra vẫn là để cho bà con chiêm ngưỡng, nhưng mà mình có một cái sự trong nom quản lý cho kỹ. Dạ. Dạ, con cũng nghe rất là nhiều những cái bài báo họ viết rằng là bà con truyền miệng kể tai nhau lại là đã có rất là nhiều lần cũng có người muốn trộm pho tượng nhưng mà bất thành hả thầy? Dạ. Trước đây cũng có ở dưới Hải Giang cũng có nghe câu chuyện, tức là cũng có những thanh niên, có hai thanh niên thì cũng nợ nần cũng khó khăn, mình đi tìm cách là nửa đêm lên chùa để mà cậy khóa rồi trộm bức tượng này đi, nhưng mà khiêng ra mới bên ngoài khỏi cái cửa chánh điện chùa thì cũng không thể nào khiêng đi được, và hai người đó cũng đã trốn đi. Nhưng mà rồi hai người bị nhận cái chết rất là trẻ, người thì bị tai nạn xe tông, còn người thì đi biển thì bị tai nạn ở trên ghe trên thuyền, chết rất là trẻ. Đó là những cái câu chuyện mà bà con họ kể lại thì thầy cũng được nghe thôi, cho nên thầy thì thế hệ sau thì cũng về sau thì chỉ tiếp nhận di dời rồi thờ phụng quản lý thôi, chứ cũng chưa được giờ chứng kiến những cái việc như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta đến diện kiến trước pho tượng thì chúng ta nên sám hối những cái gì đó lỗi lầm chúng ta làm, chứ không nên khởi lên những cái tâm xấu, đúng không thầy? Yeah. Đôi khi có những cái việc xui rủi nó đến với mình cũng không biết được. Thì hiện tại là con thấy pho tượng đang quấn một cái y màu cam cam, thì không thể nào mà thấy rõ được hết chân dung của pho tượng. Vậy thì không biết rằng là pho tượng khi mà chúng ta mở cái đó ra thì có cần phải coi ngày hay coi giờ hay cái gì không thầy? Không, thì lát nữa thì thầy sẽ lên thắp hương rồi cũng khấn nguyện xin được mở cái áo của ngài thì để được chiêm ngưỡng, được đảnh lễ. Dạ, nãy giờ trò chuyện với thầy nhưng mà con cũng chưa được biết cái pháp danh của thầy. Dạ. Thầy thì tên là thầy Thị Hòa, thầy đệ tử Tô Đinh Bến Tịnh ở bên Quy Nhơn. Học xong cử nhân Phật học thì sư phụ giao về đây tiếp quản rồi trông coi cũng như là xây dựng chùa này. Dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Thì nãy giờ thầy chia sẻ những cái câu chuyện liên quan đến pho tượng thì con cũng đã hiểu được dường như là phần nào về cái nguồn gốc và cái sự ra đời của Phật Lồi là như vậy. Yeah. Thì một xíu nữa thì xin phép thầy là cho con cùng với lại quý vị khán giả có thể xem toàn bộ được pho tượng tận mắt hả thầy ha? Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Yeah. Thì bây giờ mời cả nhà hãy cùng theo chân thầy để vào bên trong. Sau đó thì thầy sẽ gỡ cái tấm y phía ngoài ra thì để chúng ta có thể xem được tận mắt rõ hơn về pho tượng. Mỗi năm đều phía sau cái lưng của ngài có cái bia ký đó, mỗi năm đều in những dòng chữ đó ra, bà con đều thỉnh đi, thỉnh cái tờ đó mà bà con gọi là cái bùa bình an. Ồ, hay ha. Vậy là mình sẽ dùng một cái loại giấy đặc trưng, sau đó là mình dùng một cái loại mực hả thầy? Dạ, loại giấy thì cũng một cái loại giấy giấy màu vàng ở chùa thôi, rồi rồi dùng châu á, châu sa, xong rồi trộn lên rồi thành nước, rồi quệt vào cái bia ký đó, xong rồi rồi lấy tờ giấy in lên ra.
Thầy còn có lấy phụ không? À thầy. Con thấy rằng là ở trên phần đầu á, hình như là có phải là đá nó khác hẳn so với ở phía thân không, dưới không thầy? Cũng một khối đá nhưng mà hôm trước lúc mà dưới đó thì cái không gian nó nhỏ, rồi bà con cũng thắp hương ấy, rồi, dạ. rồi lâu cái nên là cái màu sắc nó thay đổi hơn. Còn ở phần dưới thì bà con cái mạch cái y ngày á, rồi cái mạch đây nó ít tiếp xúc với cũng không gian hơn. À, con hiểu rồi. Con nghĩ rằng là ở phía thân dưới á, là mặc một cái y cho nên chia lại rồi, là ít tiếp xúc với lại sự tác động của bên ngoài. Dạ. Yeah. Cho nên khuôn mặt sẽ có cái màu đen hơn. Ở giữa trán có cái chữ gì á, thầy ha? Cũng giống một cái chữ thầy có biết cái chữ này không? Chữ án. Chữ gì vậy? Giống như chữ án mà. À, con nghe con thấy một số bài báo có viết rằng là ghi một cái chữ ôm mà nằm ở đâu ạ? À, ôm là án đó đó. À, là chữ này à? Dạ. À, chữ ôm. Ở phía sau có một cái tấm bia ký nè, mà bây giờ thì bị che khuất bởi pho tượng Phật rồi, và bây giờ thì chúng ta khó có thể mà có thể xem được những cái dòng chữ phía sau đó. Dạ. À, nhưng mà có một cái điều đặc biệt rằng là nếu mà như mà mình sờ lên pho tượng thì có bị ảnh hưởng gì không thầy? Không sao. À, không sao ha. À, ở phía sau có một cái tấm bia này, và tấm bia này thì ở phía sau có rất là nhiều những cái dòng chữ cổ của người Chăm, và theo như thầy nói thì đây là biểu tượng của một vị thần, đó là thần Sinva. Ở trên tay có cầm cái gì vậy thầy, biết không thầy? Cái đó là một cái chuỗi tràng hạt. Ồ, chuỗi tràng hả? Dạ. Yeah. Thì đây là trong tư thế ngồi bán già hả thầy? Dạ. Yeah. Và đang trong tư thế ngồi thiền cả nha. Ồ. Đây là nguyên bản luôn, mình đâu có sửa gì hả thầy? Mình yeah. có sửa gì chứ? Con thấy ở phần cổ này giống như là bị dán lại hả thầy? À, cái đó hôm trước thì trộm á, họ à. Nghĩ là đồng đen á, thành ra họ trộm hả thầy? À, họ có dùng những cái vật họ tác động vào bức tượng thì nó có những cái vết á. À, vậy là pho tượng bị trộm, sau đó là tác động lên trên pho tượng. Trời ơi. Dưới phần đế nó thật ra nó còn một cái phần đế nữa, mà lúc họ trộm họ cày á, thành ra cái phần đế nó bị rời ra, và cái đế thì theo một cái hình lục giác để mà giống như đưa vào một cái khớp á, nên đặt như vậy nó không được, nên phần đế đang để riêng. À, vậy là trong quá trình mà người ta tưởng rằng là pho tượng này là được làm từ chất liệu là đồng đen, yeah. có giá trị, cho nên là họ cố tình họ trộm đi. Trời. Vậy là tính ra là pho tượng là cũng chịu nhiều sự thăng trầm của cuộc sống rồi. À, bây giờ là mới an vị được ở ngôi chùa Linh Sơn của mình. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều, nhưng mà bây giờ là cái việc mà quấn cái này lại thì dạ dạ dạ. Là thầy làm giùm con tại vì. Dạ. Nhưng mà con làm thì không biết có sao không? Có được không? Hay để con con làm giúp cho. Chứ phải có cái dạ. Cái ghế cái này là cái mũ phải không dạ, thầy? Dạ, mũ. Thầy chỉ con cho con cũng à đây ha. Dạ. Như thế này. Dạ. Rồi mình chỉ khóa từ đằng sau khóa tới, dạ. sau đó là mình cột xong. Dạ. Quỳ lên đây có sao không thầy? À, quỳ lên. Ủa, thầy chỉnh lại giùm con, không biết mình là sao cho đúng. À, thế này hả thầy? Dạ. Bên này nó lòi ra rồi. Ừ, dạ.
Anh cột cái dây mình đó. Đây hả thầy? À. Anh kéo qua mình đã bớt. Đây à. Rồi cái dây này mình quấn đi đâu thầy? Này nó bị lòi đấy rồi. Đúng không thầy? Mày mày tụt rồi. Vô con gắn nha. Dạ rồi. Như thế này hả thầy? À, anh cột cái dây. Cái dây này mình cột lại như thế này. Dạ. Áo này là sau này bà con tôn thờ nên bà con mới cái mày áo này thì dạ. Rồi. À vậy là hồi trước là không có cái y như thế này hả thầy? Dạ. Anh cứ để tạm nha. Dạ. Chỉnh cho anh chạy chính giữa cái chữ ôm mà. Được rồi thầy. Xin dịch qua bên anh chút. Dịch qua bên đây hả? Đó rồi. Được chưa thầy? À. Wow. À, tính ra là khi mà khoác cái y này vô thì thấy trang nghiêm hẳn hả thầy ha? Thì ngày hôm nay đến thăm chùa Linh Sơn là một trong những ngôi chùa rất là linh thiêng ở tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định và chiêm ngưỡng một cái pho tượng rất là đặc biệt mà theo như thầy chia sẻ rằng là nguồn gốc của pho tượng thì đã tồn tại rất là lâu rồi. Đó là pho tượng biểu tượng của một vị thần, đó là thần Sinva theo văn hóa của Champa cả nhà. Thì những cái câu chuyện xoay quanh pho tượng thì cả nhà nghe thì cũng đã hiểu một phần nào đó về sự linh thiêng này. Rồi có những cái câu chuyện huyền bí mà chúng ta không thể nào mà có thể giải thích được hết. Thì có những người thì đã có rất là nhiều lần cố gắng muốn trộm pho tượng nhưng mà bất thành. Và họ phải chịu những cái kết rất là đau lòng cả nhà. Và hy vọng rằng là trong tương lai thì sẽ không có lặp lại những cái câu chuyện như vậy nữa. Thì không biết rằng là cả nhà sau khi mà xem cái video này thì có cái ý kiến gì thì hãy để lại dưới phần bình luận nha. Và trước khi mà kết thúc video thì đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh để mà theo dõi những cái video mới của Nhân. Còn bây giờ thì xin chào và cảm ơn cả nhà đã xem cái video này. Hẹn gặp lại nha, bye bye.